ơi, cái chúc cô khỏe nha. Dạ dạ sức khỏe nha. Vô đốt cho nó cái nhang đi. Dạ dạ anh xin với cái dạ. Rồi, cảm ơn mấy em. Rồi, dạ dạ sức khỏe nha. Chúc con nhiều sức khỏe à. Sầu đi gì? Hay lắm. Mẹ con đóng hay thiệt. À con đóng hay lắm rồi. Hai mẹ con mẹ chết rồi. Mẹ con lớn tuổi rồi. Ta cũng lớn rồi. Cô xưa cô xem là có năm mấy ta? Lâu lắm rồi, lúc cô còn đóng gì à, hai mẹ con cô á đóng sầu riêng gì đó. Riêng hả? À, lá sầu riêng trời sầu hay riêng. Quá trời. Bảy năm phải không? À, bảy năm. Trời ơi, con coi từ lúc đó giờ luôn á. Hay lắm, hai mẹ con đóng thiệt hay luôn á. Con khóc không? Con khóc không? Trời ơi, muốn khóc luôn á. Âm mồ quá luôn. À. Lúc à, cô biết không? Thôi mẹ đi về đi rồi bà nhớ cắt mát cho khóc ờ ăn cắt gạo á nói mẹ con nói là ăn thừa thừa cô mẹ cô ăn cắt gạo á cô khóc quá trời là cô khóc mọi người lại chia sẻ mọi người ơi trời ơi cô đẹp quá ha con đang 80 chưa trời nó mới mới có 18 tuổi thôi 18 thôi con mới 18 à trời ơi đóng phim là xinh nhất hay lắm hôm nay gặp được cô đóng cây lương á đóng cây lương hay quá trời à. Để con đóng cây lương hay gì lá sầu riêng đó ờ lá sầu riêng đây là nghệ sĩ Kim Cương đến viếng cố nghệ sĩ Vũ Linh nha mọi người bây giờ cô đã thắp nén nhang cho nghệ sĩ Vũ Linh bây giờ cô cũng đã đi ra về